Thưa quý vị, mới đây văn phòng cảnh sát trưởng hạt Fulton đã công bố ảnh lưu hồ sơ tại nhà tù của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông tới trình diện tại đây. Trong bức ảnh được văn phòng cảnh sát trưởng hạt Fulton, bang Georgia công bố vào tối ngày 24 tháng 8, tức là sáng ngày 25 tháng 8 theo giờ Hà Nội, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump mặc vest, thắt cà vạt đỏ và nhìn một cách giận dữ vào ống kính. Được biết, ông Trung ngày 24 tháng 8 đến nhà tù thành phố Atlanta, bang Georgia trình diện. Thủ tục này đồng nghĩa ông Trung chính thức bị bắt vì cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử ở bang Georgia năm 2020. Quy trình gồm lấy vân tay và chụp ảnh lưu hồ sơ. Cựu Tổng thống mang số hiệu tù nhân P01135809 sau quá trình diễn ra trong vòng 20 phút, ông Trung nộp số tiền bảo lãnh là 200.000 đô la Mỹ và rời nhà tù. Đây là lần thứ tư ông Trung ra trình diện giới chức trong năm nay liên quan các vụ truy tố, nhưng là lần đầu tiên ông phải chụp ảnh lưu hồ sơ. Cảnh sát trưởng Hartford Pat Labat cho biết, thủ tục tiêu chuẩn ở Goya là chụp ảnh bị cáo trước khi họ được tại ngoại. Ở các bang, giới chức tài ảnh chính thức của cựu tổng thống để lưu hồ sơ. Nhiều nhà quan sát đánh giá việc chụp ảnh là không cần thiết vì ông Trung đã quá nổi tiếng. NPR nhận xét, ảnh lưu hồ sơ của cựu Tổng thống kiêm ứng viên Tổng thống năm 2024 sẽ lan truyền trên khắp Internet và các trang nhất ở trên khắp thế giới. Nó cũng có tiềm năng trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng trong sử sách. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, bị công tố viên Hartford thông Franny Willis truy tố hôm 14 tháng 8 về cáo buộc cùng đồng minh nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử ở bang Gonia. Công tố viên Gonia đề xuất mở phiên tòa xét xử chung vào tháng 3 năm 2024, đồng nghĩa ông sẽ phải hầu tòa giữa lúc tranh cử. Nhóm luật sư của ông Trung yêu cầu phiên tòa lùi tới năm 2026. Theo đó, quyết định truy tố của công tố viên Gonia đồng nghĩa với việc ngay cả khi ông Trung đắc cử năm 2024, ông cũng không có quyền ân xá cho bản thân hay chấm dứt nỗ lực truy tố, vì nó được tiến hành theo luật bang, không phải luật liên bang. Thưa quý vị, ông Trung trước đó bị truy tố với cáo buộc là làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, giữ trái phép về tài liệu mật cũng như là kích động vụ bạo loạn ở Quốc hội Mỹ ông chỉ trích các nỗ lực này là cuộc săn phù thủy và tuyên bố những quyết định truy tố sẽ không thể cản trở ông chạy đua vào nhà trắng